Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2014. Trường Giang đang có mặt tại hội trường St. Gregory nằm trong thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts để tường thuật lại buổi tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa. Kính thưa quý vị, buổi tưởng niệm hôm nay do gia đình hải quân thuộc vùng New England tổ chức. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Tiếng súng Hoàng Sa từ các chiến hạm của hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa giờ đây đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng người dân nước Việt. Sự hy sinh của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa là lời nhắc nhở cho người dân Việt, là bài học cho những thế hệ non trẻ biết rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hôm nay là tôi đến đây để mà tưởng niệm 40 năm cuộc chiến Hoàng Sa. Đúng ngày này, 19 tháng Giêng, năm 1974, hồi 10 giờ 25 phút, một trận chiến nó xảy ra. Mặc dù trận chiến không có cân xứng đâu, lực lượng tụi nó mạnh gấp bội. Nhưng chúng ta được trang bị cái gì? Trang bị cái lòng yêu nước, nhất định đi giữ bờ cõi, như tổ tiên chúng ta đã dặn. Cho nên các chiến sĩ của hải quân mình rất là anh hùng. Họ đã dũng cảm mà làm. Mà chúng ta thấy rằng trong chiến hạm đó, có chiến hạm yếu nhất của chúng ta, đàn em, máy hư, xoay trở chậm, súng cũng yếu hơn. Nhưng mà lại là một chiến hạm dũng cảm nhất, đó là HQ-10, hậu tống hạm Nhật Tảo, do Trung tá Ngụy Văn Thà đó. Họ là chiến đấu dũng cảm. Chính tàu đó đã bắn, nghĩa là cháy một chiến hạm của Trung Cộng ở tại Hoàng Sa, chỉ còn một chiến khái bất hiện dụng, nó quay vòng vòng ở đó. Và chiến hạm của ông Thà đó đã phải nằm lại tại chỗ vì nó cũng bị thương nặng. Nhưng mà nó không chìm, bị tụi nó không đủ lực lượng để bắn chìm. Để khi mà lực lượng của chúng nó đó tiếp diện đó, hai cái chiến hạm sau nó mà lợi từ 4 giờ chiều sau. 4 giờ chiều ngày hôm đó nó mới bắn cho chiến chìm. Cái chiến tích của chúng ta đó là một chiến tích có thể nói là lịch sử. Nó không khác gì từ chiến tích Bạch Đằng Giang của Trần Hưng Đạo, của Ngô Quyền. Cái chiến tích này mặc dầu rằng chúng ta không có thể kẻ yếu làm sao chống lại kẻ mạnh, nhưng mà đó là một chiến vùng đùng ùng hùng hồn cho thế giới thấy rằng Hoàng Sa là của Việt Nam. Và cái bằng chứng đó để nói rằng không có cái giấy tờ gì trân trọi mà có thể mà xác nhận bằng một sự cụ thể mà tất cả thế giới đều biết. Mà công hàm của Việt Nam của chúng ta cũng đã nói lúc đó. Và xác thân xác của các chiến sĩ ta vẫn nằm ở đó, cả tàu đó. Đó là một cái điều. Bây giờ, khẳng định là như vậy. Cái chiến tích đó để nói là cho ta thấy rằng Hoàng Sa là của chúng ta. Thứ hai là Trung Cộng là kẻ cướp biển, cướp nước của chúng ta. Và một cái bọn Cộng sản hiện thời bây giờ ở tại Việt Nam đó là cái bọn bán nước thôi. Bây giờ chúng ta phải lấy lại Hoàng Sa. Phải lấy lại Hoàng Sa, chúng tôi không lấy lại. Tuổi trẻ phải lấy lại cái Hoàng Sa này. Tuổi trẻ đây tôi nói là tuổi trẻ trong nước và tuổi trẻ ở ngoài nước. Nhiệm vụ của các cháu là phải lấy lại cái Hoàng Sa. Lấy lại Hoàng Sa có hai phương thức. Lấy lại Hoàng Sa phải bằng vũ lực mới được. Không có cái tiếng nói nào bằng vũ khí dân trại. Nói nhiều Liên Hợp Quốc can thiệp cũng chẳng thua gì. Nhưng mà chúng ta phải la làng lên, phải la làng hoài. Hải ngoại này phải la làng, phải nói được cái sự hợp pháp của chúng ta. Để giật trần cho cái chế độ mà của Trung Quốc bên kia nó không thể bưng bít được. Còn ở trong nước á, cái làn sóng của chúng ta đó làm thế nào là phải diệt. Muốn lấy lại Hoàng Sa là chúng ta phải xóa tan một cái những cái kẻ mà ký cái văn tự bán nước đó, là cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đảng đó là phải đi. Mà muốn đánh cái bảng đó đi đó, đừng có nói gì hết. Trời, quân đội nhân dân phải đánh. Tôi nói quân đội nhân dân này không phải là quân đội của đảng. Các anh em mới nhớ vậy. Chúng ta là người cầm súng, chúng ta có cái thiết tháo, cái sĩ diện của người, cái danh dự của người cầm súng. Tôi bảo vệ dân chúng, bảo vệ tổ quốc chứ không phải bảo vệ cho đảng. Những người quân đội nhân dân phải nghĩ cái chuyện làm đó. Và bây giờ đánh ra Hoàng Sa phải dùng vũ lực. Đừng sợ rằng mình không làm được. Tôi nói cho các anh em biết, chúng ta muốn là được. Chỉ sợ rằng các anh không muốn đánh, hay là bây giờ sợ không dám đánh thôi. Còn chúng ta muốn quyết lấy lại, chúng ta quyết lấy lại thì chúng ta lấy được. Mỗi nay lấy không được, năm nay lấy không được, 3 năm tới không được. Sức kỳ bất ý chúng ta đánh. Và chúng ta phải chuẩn bị cho thật nhiều giờ, nhiều ngày. Chọn những vũ khí tốt dẫn kỹ thuật kết hợp trong và ngoài. Ở ngoài này các sĩ quan trẻ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, con của sinh bây giờ là ở trong quân đội Mỹ rất nhiều.
và kỹ thuật họ rất cao. Kết hợp hai bên là chúng ta để có một cái chiến lược chiến thực đánh thành nhất định phải lấy Hoàng Sa. Các em trong cái thế hệ của các em, các anh phải lấy lại Hoàng Sa, đó là đất nước của mình, để làm mới làm tròn nhiệm vụ của một cái thế hệ của Đại Việt Nam. Đã 40 năm nhưng những tiếng đại pháo vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí người dân Việt. Đã 40 năm Biển Đông giặc chiến ngang tàn, chiến binh áo trắng khăn tan máu đào. Thưa quý vị, anh hùng tử nhưng chí hùng không tử, tinh thần Hoàng Sa bất diệt. Lãnh thổ, thưa quý vị, hôm nay đây, trước bàn thờ Tổ quốc, trước anh linh 74 chiến sĩ trong trận hải chiến Hoàng Sa, xin quý vị cùng chúng tôi thành kính tưởng niệm, truy điệu những người con yêu nước Việt đã vì quốc phòng thân. Tôi là Hải quân Nguyễn Hữu Lý, trưởng ban tổ chức của lễ tưởng niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa và tri ân quân lực Việt Nam Cộng Hòa do gia đình Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đứng ra tổ chức ngày hôm nay 19 tháng Giêng 2014 để tưởng niệm 40 năm trước đây trận hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Cộng. Vì dù rằng cái trận chiến nó không cân bằng lực lượng, nhưng đã chứng tỏ cho ghi danh sử sách được cái sự chiến đấu hào hùng của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức tại Boston đúng ngày 19 tháng Giêng năm xưa cách đây 40 năm và rất là được sự ủng hộ, hỗ trợ, tham dự của cộng đồng Việt Nam Massachusetts, các đoàn thể, các vị liên tôn đã đến để dự cái buổi lễ cầu nguyện cho 74 tử sĩ. Và chúng tôi mong rằng, ước muốn khi làm lễ cầu nguyện, anh linh của 74 tử sĩ Hoàng Sa sẽ phù hộ độ trì cho nước Việt Nam được có sớm có dân chủ và nhân quyền. Bởi vì mục đích của cái ngày lễ Hoàng Sa này không phải chỉ riêng của hai quân, hải quân cái vùng Nhâm Lân tổ chức, mà theo như tôi nghĩ trên khắp tất cả những nơi nào có người Việt Nam, quốc gia đều muốn ghi nhớ và tưởng nhớ lại cái lịch sử oai hùng của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi cũng xin muốn gửi gắm lại cái thế hệ trẻ, dáng noi gương lại của các vị tiền người của các vị tiền nhân đã có công giữ nước, gìn nước và có một lòng quyết tâm để luôn luôn bảo vệ lãnh thổ lãnh hải, không để cho bạn cầm quyền của một cái đảng cộng sản, nhất là tại Việt Nam, chúng đã hèn với giặc, hắc ác với dân. Mà vì vậy chúng tôi mong muốn tất cả phái trẻ thấy những hình ảnh về các buổi lễ tưởng niệm Hoàng Sa của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đứng ra tổ chức, giới trẻ sẽ ý thức và noi gương theo cái gương sáng của tiền nhân. Xin cảm ơn các đài FPTN. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình truyền gian tường thực từ thành phố Rochester, tiểu bang Massachusetts, và hẹn lại quý vị trong chương trình phóng sự kỳ tới. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ nằm trên con đường Rochester trong khu phố Việt Nam. Bánh mì sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston, cùng có nhiều mặt hàng Việt Nam khác. Cô Nguyệt bánh mì Ba Lệ trên đường Rochester trong khu phố Việt Nam. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Rochester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vĩnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn.
Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam.